Chúc cho toàn thể quý cô bác anh chị vạn sự như ý. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã tin dùng sản phẩm đến ngày thứ 21. Lúc này, cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh và tinh thần thoải mái hơn vì cơ thể đã hấp thu nhiều dưỡng chất trong lon sản phẩm. Bởi vì bữa ăn của người Việt Nam hiện nay đều dư thừa đạm, béo, bột đường nhưng lại thiếu hụt vitamin và khoáng chất cũng như chất xơ. Cho nên dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, bổ sung đa dạng vitamin, khoáng chất và lợi khuẩn là giải pháp tối ưu để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Đặc biệt, selen là chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Kẽm là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển, đặc biệt quan trọng trong chức năng của não bộ, sinh sản của nam giới, tăng cường đề kháng và chống nhiễm trùng. Sống khỏe với dinh dưỡng lành mạnh. Như vậy, tỷ lệ thừa cân béo phì và tỷ lệ đái tháo đường theo thống kê của năm 2000 đến năm 2025 cũng giống như đái tháo đường từ năm 2002 đến 2012 đã tăng gấp đôi. Và 75% số trường hợp tử vong ở Việt Nam là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó đứng đầu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương và gút. Nguyên nhân đó là do chế độ dinh dưỡng bất hợp lý. Theo thống kê thì có 80,4% người trưởng thành ăn ít rau củ, điều tra tính đến năm 2009-2010. Cung cấp các yếu tố vi lượng là vitamin và khoáng chất cũng như các chất bảo vệ giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng, chống lại bệnh tật ở mọi lứa tuổi. Đây chính là bí kíp cân bằng dinh dưỡng. Cần phải hoạt động tập thể dục, uống nước, trà hoặc cà phê, các sản phẩm từ sữa, nước trái cây, tránh uống các loại nước có đường, ăn nhiều và đa dạng, đơn giản và tiện lợi, dùng thực phẩm bổ sung kết hợp đa dạng các loại vitamin và khoáng chất và probiotic.